xin chào mọi người. Hôm nay review phim kinh dị sẽ mang đến cho mọi người bộ phim Con Rết Người 2. Trong câu chuyện phần trước, bác sĩ Hunter biến thái điên loạn đã ghép nối được đầu và mông của ba người đàn ông và phụ nữ, thành công chế tạo ra con rết hình người. Chỉ có điều, hắn còn chưa kịp thỏa thích hưởng thụ thành quả, cảnh sát đã đến gõ cửa. Sau khi hai bên trải qua một phen đấu trí đấu dũng, cuối cùng kết thúc bằng việc cả Hunter và cảnh sát đều bỏ mạng, mà trong số ba người của con rết hình người chỉ có cô gái ở giữa là còn sống sót. Bởi vì hai người ở phía trước và sau lần lượt chết đi, cô bị nhốt ở trong phòng không di chuyển được. Bộ phim thứ hai có cốt truyện hoàn toàn độc lập với phần thứ nhất. Cả bộ phim đều dùng những khung hình đen trắng làm giảm bớt đi sự máu me và kích thích đối với thị giác, nhưng lại vẫn giữ nguyên phong cách buồn nôn và ghê rợn quen thuộc. Martin là bảo vệ ca đêm dưới hầm gửi xe, đồng thời cũng là nhân vật trung tâm của bộ phim Con Rết Người 2. Thân hình vừa lùn lại vừa béo, nhưng bên dưới lớp da yếu ớt, ngờ nghệch ấy lại ẩn chứa linh hồn của một con quỷ. Vào một đêm mưa lớn, Martin vừa cài xong bộ phim yêu thích của bản thân. Một đôi tình nhân xuất hiện trên camera đã thu hút sự chú ý của hắn. Hai người đứng trước một chiếc xe ô tô cãi nhau, cảm xúc của người đàn ông càng lúc càng kích động. Martin cầm một chiếc xà beng đi ra ngoài, hắn nhìn chằm chằm vài đôi tình nhân, khuôn mặt không chút biểu cảm kia thật sự khiến cho người ta có chút không vui. Người bạn trai bèn chút hết tức giận lên trên người của Martin, không chỉ tiến lên phía trước, dùng chiều cao để đè ép hắn, những lời trong miệng nói ra càng khiến người ta không thể nghe lọt. Khi chàng trai bắt đầu nhắc đến mẹ của Martin, hắn đột nhiên ngước hai mắt lên, nổ súng bắn vào chân của đối phương. Chàng trai kêu gào thảm thiết ngã xuống dưới đất, cô gái sợ đến mức liên tục lùi lại. Martin không cho cô có cơ hội thở dốc, bắn mấy phát súng khiến cho cô cũng ngã xuống nền đất. Sau đó hắn quay đầu, dùng xà beng đánh ngất chàng trai. Cô gái nằm ở trên đất, đau khổ xin tha, hai người trẻ tuổi nằm ở dưới đất không thể động đậy. Không lâu sau, Martin lái chiếc xe hộp chở hàng của hắn từ phía xa tiến đến. Hắn dùng băng dính trói chặt tay và chân của hai người. Khi mở cánh cửa thùng hàng ra, bên trong vẫn còn một người bị thương nặng khác. Sau khi xử lý xong ba người, hắn lại làm như không có chuyện gì, quay trở về phòng bảo vệ. Trong cuốn sổ ghi chép được trang trí bằng ảnh họa báo của con rết người phần 1 dán đầy những khung hình trong phim, còn có rất nhiều hình chụp phía sau hậu trường. Đây đều là báu vật mà hắn phải tốn bao nhiêu công sức mới có thể thu thập được. Hắn như si như say vuốt ve những tấm hình, sau đó mở máy tính lên, tiếp tục thưởng thức bộ phim này. Ngay lúc đó lại có một người đàn ông hét lớn vào camera, dáng vẻ xem ra vừa tức lại vừa vội, có lẽ là muốn nhờ bảo vệ giúp đỡ, nhưng Martin lại vẫn chuyên tâm xem máy tính, không hề quan tâm đến đối phương. Sau khi tan làm, hắn lái chiếc xe hộp chở hàng của mình đến một nhà kho, quản lý đội mưa đi mở cửa cho hắn. Sau khi hai người tiến vào bên trong, Martin cũng không kiềm chế được sự hưng phấn trong lòng nữa. Trên mặt quản lý hiện lên vẻ không kiên nhẫn, đi lên phía trước thúc giục hắn mau nhận tiền rồi ký tên vào thỏa thuận. Martin liếc mắt nhìn quản lý, không lâu sau quản lý đã ngã xuống nền đất, trên bụng toàn là máu tươi. Martin vốn muốn thử cứu sống quản lý nhưng rất nhanh đã thất bại. Hắn đi ra bên ngoài, hung hăng hít thở mấy hơi thật sâu, sau đó gỡ tấm biển cho thuê ở trước cửa xuống. Sau đó toàn bộ những nạn nhân đều bị chuyển vào trong nhà kho, phần lớn mọi người đều đã tỉnh lại. Bọn họ liều mạng dãy rủa, nhìn qua giống như là những con giòi bị nhốt trong hộp vậy. Martin đánh ngất bọn họ một lần nữa, sau đó quay trở lại nơi ở cùng mẹ. Hai người sống trong một căn nhà tối tăm, mỗi khi ngủ, trong đầu của Martin lại không ngừng vang lên tiếng khóc của trẻ con. Hắn không thể khống chế được loại ảo giác này, người kéo hắn ra khỏi cơn ác mộng chính là người mẹ gầy gò, lại nóng tính của hắn. Khi tỉnh dậy, nhân lúc mẹ hắn không có nhà, hắn lén lút lấy ảnh chụp của một nữ diễn viên ra, vuốt ve và cười thầm. Ngoài cửa có tiếng động, hắn lại nhanh chóng nhét cuốn sổ vào dưới kệ đệm, sau đó làm như không có chuyện gì, chuẩn bị đi làm. Bác sĩ tâm lý lâu dài đã đợi trong phòng khách rất lâu, nhưng Martin lại không hề để tâm đến ông ta. Trên giá sách có rất nhiều hộp thủy tinh nuôi nhốt côn trùng. Sự chú ý của Martin đã dồn hết vào bọn chúng. Trong đó, con vật được cưng nhất là một con rết rất to. Sau khi người mẹ quay lại, bác sĩ gọi Martin đến bên người. Ngoài việc đưa thuốc như thông thường, hôm nay còn một vấn đề mới. Người mẹ phát hiện ra gần đây Martin không ngừng nghe cái gì mà con rết và 12 người. Tuy rằng bà ta rất lo lắng cho vấn đề tâm lý của con trai, nhưng bác sĩ lại cho rằng tất cả những chuyện này đều có liên quan đến bố của hắn. Bởi vì bị ngược đãi và làm nhục nhiều năm, hiện tại bố của hắn đã bị tống vào tù. Mẹ hắn từng rất hận người con trai đã khiến chồng mình bị tống vào tù, nhưng lại không thể không chăm lo cho đứa trẻ có vấn đề tâm lý này. Sau khi bác sĩ rời đi, trong lúc ăn sáng, mẹ hắn cúi đầu, bình tĩnh nói với Martin rằng bà ta đã quyết định sẽ giết chết cả hai người bọn họ. Lúc này tầng trên truyền đến một loạt những âm thanh khiến người ta phiền lòng. Mẹ của Martin kích động, dùng chổi lau gõ lên trên mấy lần. Không lâu sau, hàng xóm sống ở tầng trên đã tìm đến cửa. Nhìn thấy người đàn ông với thân hình cao lớn, mẹ của Martin đột nhiên đổ hết mọi chuyện lên trên người của Martin, còn bảo hắn phải làm một người đàn ông giống như bố. Hàng xóm cao to bảo mẹ của Martin im mồm, sau đó hất đổ bàn cơm, túm cổ Martin ấn lên tường, hung ác dạy dỗ hắn một phen. Chuyện này dường như cũng không làm ảnh hưởng đến tâm trạng của Martin. Sau khi tan làm, một mình hắn ngồi trước máy tính nghiên cứu cách tiến hành làm một con rết người. Những cảnh liên quan đến phẫu thuật ở trong phim rất ít, bác sĩ Hunter cũng chỉ giải thích một số nguyên lý cơ bản. Martin dựa vào số tài liệu ít ỏi để hun đúc ra cách làm của chính mình, cũng chính là đối liền các đốt trên mình rết thông qua việc liên kết giữa hậu môn và miệng. Sau khi người đầu tiên ăn đồ ăn vào, chất thải sẽ do người cuối cùng thải ra.
Khi Martin đang chăm chú nghiên cứu, một nhà ba người đột nhiên xuất hiện trong màn hình giám sát. Martin vội vàng chuẩn bị súng, sau đó nhân lúc bọn họ lái xe chuẩn bị rời đi, hắn đột nhiên xuất hiện ở phía trước, nổ hai phát súng ép chiếc xe dừng lại. Người bố bị trúng đạn liều mạng bò ra khỏi xe, Martin nâng xà beng lên đánh ngất anh. Người mẹ ôm lấy con trai, không ngừng run rẩy. Martin cướp lấy đứa bé, an ủi một hồi. Sau khi đặt đứa bé vào xe, hắn lại chậm chậm đi về phía người phụ nữ đang bò ra xa. Martin lộ ra nụ cười ác độc nhìn chằm chằm con mồi. Khoảng cách tới mục tiêu 12 người càng lúc càng gần. Điều này cũng đồng nghĩa rằng ngày phẫu thuật đã không còn xa nữa. Hắn hưng phấn quay lại phòng bảo vệ, giải tỏa dục vọng bằng nữ diễn viên chính ở trên màn hình. Lúc này bên ngoài cửa sổ có hai cô gái say mềm đi ngang qua. Trong đó có một người nhìn thấy hành động của Martin, cô gái vội vàng quay lại, chia sẻ trò đùa này với bạn mình. Nhưng mà không lâu sau, hai người phụ nữ này đã bị nhốt vào trong nhà kho của Martin. Tất cả mọi người đều trần truồng nằm ở trên sàn. Trước mắt đã có tổng cộng 8 người rồi. Khi Martin kiểm tra con mồi thì đột nhiên lên cơn hen suyễn. Hắn hít thuốc xong thì vội vàng tắt đèn, lần lượt kiểm tra bao dính ở trên người của bọn họ. Lúc này hắn nhận được điện thoại từ công ty quản lý của nữ chính bộ phim Con Giết Người. Đối phương nhanh chóng tin lời nói dối rằng hắn đang chuẩn bị quay phần tiếp theo, cho phép hắn đến thử máy bất cứ lúc nào. Người đàn ông nằm trên mặt đất đột nhiên nhận ra mục đích của Martin, nhanh chóng nhắc nhở hắn đó chỉ là phim. Nghe thấy lời nói của người đàn ông, tiếng than khóc đột nhiên lan ra khắp phòng. Martin đương nhiên không quan tâm đến những người này, bỏ lại bọn họ rời đi. Không ngờ hắn vừa vào đến nhà thì đúng lúc bắt gặp hình ảnh người mẹ đang cầm dao đâm vào chân của hắn. Khung cảnh đột nhiên có chút ngượng ngùng, Martin không hề tỏ bất cứ thái độ gì, nằm lên trên giường. Không đợi hắn ngủ thiếp đi, người mẹ đã rạch đứt cổ tay của chính mình. Nhưng mới rạch được một nửa, bà ta lại nhìn thấy cuốn sổ ở khe đệm. Bí mật của Martin cứ vậy mà bị lộ ra ở trước mặt của người mẹ. Đối mặt với lời chất vấn như tát nước vào mặt của mẹ, hắn dần dần để lộ ra biểu cảm hung ác. Người mẹ giống như phát điên lên, xé tan cuốn sổ ở trong tay. Martin lại nhặt lấy từng mảnh vụn rồi bật khóc. Sau khi người mẹ quay gót rời đi, hắn quỳ dưới mặt đất, nhặt gọn những mảnh vụn lại, xong đến ôm lấy chiếc hộp người rết khóc lớn. Người mẹ đi đến nói không cần thú đồ bẩn thỉu này nữa. Lần này Martin đã hoàn toàn bị chọc giận, hắn dùng sức ấn đầu mẹ mình vào hộp người rết để cho con rết cắn lên trên mặt của bà ta. Người mẹ đau đớn ngã xuống sàn nhà. Martin lại lấy xà beng ra hung hăng đập xuống. Rất nhanh sau đó, đối phương đã không còn động tĩnh. Đến khi bình tĩnh lại, Martin kéo thi thể của mẹ đến phòng ăn, vừa đối diện với cái xác vừa ăn sáng. Người sống ở tầng trên lại lần nữa mở tiếng nhạc chói tai lên. Martin học theo mẹ, dùng chổi lau nhà gõ lên trần mấy tiếng. Không bao lâu, người hàng xóm đã xông tới, nhưng mà hắn chỉ nhìn thấy thi thể của mẹ Martin. Martin trốn ở phía sau cửa, nổ hai phát súng bắn ngã hàng xóm. Hiện tại chỉ còn thiếu 3 người nữa thôi, chỉ cần quay về bãi đỗ xe tiếp tục chờ đợi là được. Ngày hôm sau, Martin đang vô cùng kích động xem phim. Trong camera lại có một chiếc xe đang nhún nhảy, trong xe vừa hay có 3 người đang bận làm chuyện xấu hổ. Một người trong số đó còn là bác sĩ tâm lý của Martin. Cô gái duy nhất ở đó là một cô gái bán hoa. Bác sĩ và tài xế béo đang nhàn nhã hưởng thụ sự phục vụ của đối phương, không chú ý đến Martin đã đứng ở bên ngoài từ khi nào. Tài xế béo bị hắn dọa cho giật mình, sau khi phản ứng được lại thì bắt đầu lớn giọng mắng chửi Martin. Martin không nói hai lời, tặng cho hắn một viên đạn. Gái bán hoa sợ hãi, co chân lên chạy nhưng vẫn không tránh khỏi bị ăn mấy phát đạn. Tài xế béo bị thương cầu xin Martin thay cho mình, nhưng đương nhiên vẫn không thể thoát khỏi cú đánh của xà beng. Bác sĩ thấy vậy thì nhanh chóng xuống xe, kéo chiếc quần lên. Ông ta muốn thử dùng tâm lý học để xoa dịu tâm trạng của Martin, nhưng ông ta vừa mở miệng đã nhắc đến bố của Martin, đây là một điều cấm kỵ lớn. Martin không hề do dự nổ súng, cái bán hoa bị thương vẫn đang trốn ở trên cầu thang. Martin vội vàng đuổi theo, còn bị xịt một lớp nước ớt cay lên mặt. Nhưng rất nhanh, hắn đã xử lý được đối phương. Khi quay trở lại phòng bảo vệ, Martin lại nhận được điện thoại của công ty quản lý. Người quản lý nói sáng sớm mai nữ chính sẽ đáp xuống sân bay, hy vọng Martin có thể sắp xếp tài xế đi đón cô. Cứ như vậy, Martin lái chiếc xe hộp chở hàng có chứa mấy con mồi mới đã bắt được ngày hôm nay, thuận lợi đi đến sân bay đón người tình trong mộng. Nữ chính không hề phát hiện ra điểm bất thường, còn vô cùng mong chờ đối với lần thử máy này. Cô hưng phấn bàn luận về cuộc phẫu thuật trong phim, còn nói hy vọng rằng những diễn viên khác đã tắm rửa thật sạch, nếu không trong lúc quay phim sẽ có mùi rất lạ. Martin không nói một lời, chỉ nhìn cô cười. Chiếc xe nhanh chóng đi đến căn nhà kho đang nhốt những người bị hại. Bên ngoài mưa rông gió lớn, nữ chính nhảy xuống khỏi xe, không hề phòng bị mà tiến vào nhà kho. Nhưng mà bên trong không có bất cứ thiết bị quay phim nào, chỉ có tiếng kêu la của các nạn nhân. Martin ở phía sau bình tĩnh khóa trái cửa lại, nhân lúc nữ chính còn chưa kịp phản ứng lại, hắn đã đánh ngất cô. Martin ngây ngốc nhìn cô, sau đó cắt rời quần áo trên người cô. Mười mấy người trần trụi bò ở trên sàn. Bọn họ lắc lư thân thể trong không khí tràn lan hơi thở khủng bố, bất lực và tuyệt vọng. Trong hộp của Martin đựng đầy các loại dụng cụ, xà beng, búa, dao, duy nhất không có các thiết bị y học. Hắn chưa từng nhận được bất cứ sự giáo dục nào, càng đừng nói đến những kỹ thuật cần phải có khi phẫu thuật. Sau khi lần lượt đánh ngất những người bị hại đang kêu gào, Martin dùng búa sống sờ sờ gõ rụng giang cửa của người hàng xóm. Tiếp theo vốn dĩ là đến lượt của nữ chủ nhân trong gia đình ba người. Đáng tiếc đối phương đã không còn thở nữa, đứa trẻ ở trong bụng cũng đã chết theo mẹ. Hắn bò trên xác chết, khóc lóc một hồi. Không lâu sau, hắn lại lần nữa chú tâm vào cuộc phẫu thuật. Trong bộ phim, bác sĩ Heather đã cắt đứt dây chằng đầu gối của những người bị hại trước. Martin làm việc hoàn toàn dựa theo ngẫu nhiên, chỉ có điều cách thức của hắn càng tàn nhẫn hơn. Sau khi rạch rách da của những người bị hại, hắn vươn tay vào bên trong, cắt đứt dây chằng.
Không thể nào tưởng tượng ra được nỗi đau đớn mà những người này phải chịu đựng. Martin trực tiếp ghim miệng của từng người và hormone của một người khác. Động tác và kỹ thuật của hắn đơn giản lại thô bạo. Trong nhà kho không ngừng vang lên tiếng kêu thê thảm của mọi người. Sau khi giày vò hết mấy tiếng đồng hồ, đã có 10 người bị nối lại thành hàng dọc. Martin nhìn kiệt tác của bản thân, hưng phấn bảo bọn họ bò một vòng quanh mình. Hắn còn học theo dáng vẻ của bác sĩ Heather, đổ thức ăn đóng hộp vào khay cơm chó, bảo người phụ nữ làm đầu của con rết ăn. Đáng tiếc đối phương lại không hề nghe theo lời hắn, lập tức hất đổ khay đựng thức ăn. Vì để trừng phạt người phụ nữ, Martin đã hung hăng nhét ống nước vào trong cổ họng của cô. Lúc này công ty quản lý lại gọi điện thoại tới, hai diễn viên khác trong bộ phim cũng bằng lòng đến thử vai. Khi Martin nghe điện thoại, cô gái đứng đầu lại không ngừng hét lớn, mà sự trừng phạt cô phải nhận chính là sống sờ sờ bị rút mất đầu lưỡi. Tiếp theo đó chính là quá trình bài tiết mà Martin kỳ vọng nhất. Con rết người này ăn đã đồ ăn vào rồi nhưng lại không hề bài tiết ra. Vì để kích thích tiêu hóa, hắn đã trực tiếp tiêm cho mọi người một mũi thuốc sổ. Sau đó, hiện trường thật sự là đã có đầy đủ hương sắc mùi vị. Review phim kinh dị không miêu tả chỗ này nữa, mời mọi người tự mình tưởng tượng nhé. Sau khi làm xong chuyện này, Martin đeo lưỡi dao lên bạn nhỏ của chính mình, cưỡng bức người phụ nữ ở cuối cùng. Khi hắn đang bò lên trên người cô gái để nghỉ ngơi, bà bầu bị đặt ở trong góc đột nhiên tỉnh lại. Cô đỡ bụng bầu trốn vào chiếc xe ở trong nhà kho, sinh ra một đứa bé ở trên ghế lái. Người phụ nữ cũng không quan tâm được quá nhiều, cô đạp mạnh lên chân ga trốn ra ngoài. Khi Martin còn đang ngây người, có một người đàn ông liều mạng xé rách miệng của chính mình ra, dẫn theo những người khác bò về phía cửa. Nhưng mà bọn họ còn chưa bò được bao xa thì đã bị Martin đuổi đến nổ súng giết chết. Sau khi trong súng không còn đạn nữa, Martin đã dùng dao chặt đứt cổ của những người khác. Cuối cùng chỉ còn thừa lại cô gái ở vị trí đầu tiên là còn sống. Lúc đầu Martin nhìn chằm chằm cô không ra tay, cô nhân cơ hội đánh ngã hắn, bắt con rết rơi ở trên mặt đất lên, nhét vào trong người Martin. Sau một loạt tiếng kêu thảm thiết, Martin tức giận vẫn ra tay giết chết cô. Câu chuyện kết thúc tại đây, Martin vẫn tiếp tục trầm mê trong thế giới phim ảnh. Những con mồi đáng thương đã chết trong thê thảm đến tận cùng. Một bi kịch được dẫn dắt bởi một bộ phim thật sự đã khiến cho người ta khó thở. Review phim kinh dị cảm thấy mình nhất định phải nhắc nhở mọi người một câu. Những hành vi trong phim đều đã được chiếu qua bằng lăng kính nghệ thuật, xin đừng bắt chước theo. Còn video lần này đến đây là hết rồi. Review phim kinh dị, hẹn gặp lại mọi người lần sau nhé.